Mình là Hoàng, bán Hoàng, chủ nhân tập đoàn SCB Thái Lan. Cho hỏi đồng chí là ai biết chủ nhân từ lâu rồi? Có ai ở gần đây không? Là gần đây không? À bên này ông là thì khỏi là rồi. Thì có ai ở gần đây không? Bên đây. Bên em ở Hà Nội vào. Từ Hà Nội hả? Dạ. Ngoài này có nào không? Là lạnh thôi. Bao giờ lạnh rồi. Ở đây cũng lạnh lắm ấy. Đuôi ở trong kia ra, đi đẩy mọc máy không ra. Vì nó teo chỗ nào đấy. Đầu tiên, con xin welcome các anh chị đã tới xung quanh công việc. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị có một buổi nghỉ cắt ở một cái hoạt làm việc tốt, an toàn. Và cái mong muốn của xung dân là cũng như tập đoàn anh chị đi vào việc của xung dân đó, mình phải đi bước nào không phải cái việc là như thế. Trên tinh thần đó thì nói chúng dùng cái từ đào tạo thì đúng lúc, nhưng thực sự thì mặt kiện đã coi thì nó vô vàn, nó bờ biển lắm. Nhưng mà còn xin mong phép được chia sẻ đối với anh chị một số quy tắc, quy định đối với nội bộ xung danh khi các anh vào đây nắm để ủng hộ. Cái nắm ở cái tù đấy nó phải nắm để ủng hộ cho nội bộ xung danh đó, mà nắm để ủng hộ bảo vệ cái tài sản của tất cả mọi người. Anh chị hôm nay không làm đấy làm chủ khác, anh chị không làm một tập xung danh tương tự hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu như có một sự rủi ro xảy ra thì người đau buồn nhất là dân anh chị. Thì chúng ta trên cái thân đó trời mưa với nhau và mình trao đổi cái gì để mà an toàn. Ở đấy là mình trao đổi với nhau, mình chia sẻ với nhau, mình có sự tương tác. Cho ta nội mà mình mở dụng từ áp đặt. Còn cái gì thì chưa rõ, mình có thể chia sẻ. Chủ thể tối có thể học hỏi lại các bạn. Anh chị đây chứ không phải là mình ở bên đây là mình không cần gì đâu nhá, mình nhận hết. Quan điểm của tập đoàn SCG cũng như CBP Việt Nam cũng như là doanh nhân là con người là trung tâm của mọi giải pháp. Con người là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp cũng như đối tác. Từ năm 2004 bắt đầu lên chúng ta có khái niệm là phát triển bền vững, thì trong đó và con người là được đặt vào sự trung tâm. Mọi yếu tố của con người thì đó thì trong con người thì có một yếu tố là đảm bảo an toàn, hạnh phúc, happy, là tạo môi trường làm việc nó lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng và công bằng. Như bác Hồ nói là những cho được mạnh xã hội công bằng như chủ quán mình ấy, thì nó bị nó xa xôi quá, thì nó hay công bằng làm bằng tạo một điều kiện tốt. Thì muốn có một tập thể tốt thì nhất là phải có một cái group. Chúng ta có một quy định giống như của đồ của mình hay nói là của mình như sân, trong một cái tập thể đúng một cái cá nhân có như hẳn có cái nội quy đúng này, cái này nó cũng phải sao là nhà thì có quy định của nhà, họ tộc thì có quy định của họ tộc, một công ty thì có quy định của công ty, đất nước thì có quy định của pháp luật, đúng không? Thì ở đâu cũng thế, thì xung danh cũng có một số quy định về mặt đại bọn nhé. Chẳng lẽ con xin có thắc mắc gì hả? Không có ý kiến gì đâu đấy nhé. Sẽ có một số quy định mới được áp dụng cho xung danh 2021. Thì đầu tiên là lúc xưa là
súng nhắn là có chính cái tốc năng bom từ mạng mình chỉ là từ 10. Ví dụ như quy định của pháp luật ấy, thì nó lâu lâu thì có khôi thì nó họp nó thay đổi một lần vì nó tài chính nó không phù hợp nên nó cũng phải thay đổi. Cái quá trình tiểu hóa của mình ấy, cũng chưa là mặt khác nào nó dài chưa là phù hợp thì chịu nó không đấu thì sông dân của mình trong quá trình phát triển của họ thì từ trước đây là chính các quan tâm mà thì sẽ có một số vấn đề nó thay đổi nó thay đổi thêm một cái tập này. Còn anh nghe nói là chính cộng một thì họ nói là tính chính cả là nền tảng cộng một thêm cả là từ sông dân nó đẻ ra chính cộng một thì cũng là mười cả. Đầu tiên mày bố Hà Nội lên như thế này, năm 2004 mình đang rồi á, mình đang sáng Hà Nội có một cái phong cách này, chú ăn phở là riêng nhá, nước thì ra đó nhá. Còn trong miền Nam trong miền Nam thì uống cà phê ăn sáng là nước cũng thoải mái, nhưng mà đặc biệt cái văn hóa miền Bắc của mình có một văn hóa là ăn sáng là làm một điều trả số làm được mấy cái thế đúng không, làm công việc trả số cho nó ấm. Còn những miền Nam một số người đi biển cái họ làm đó là họ hay uống nước mắm lại cho nên người nó nóng lên. Riêng ở sông Danh thì tuyệt đối chúng tôi đã kiểm soát nồng độ cồn 100%, đảm bảo những người qua đây làm việc không có nồng độ cồn. Vì khi có cái nồng độ cồn hoặc là chất kích thích vào thì làm cho người ta hưng phấn, có những cái hành động mà vượt qua tầm kiểm soát của cá nhân mình, nó ăn hơn đến cái đồ ngủ nhé, ăn được đến đồ ngủ. Chúng ta làm việc một cái cuộc thì cả một cái ý. Thì ông này nó ăn được thì ăn được kéo một cái dây chuyền để ông kia nó ăn được đến sức khỏe chúng ta làm. Ví dụ ông lên cao ông sẽ rửa với ông vàng này đó, thì ông rửa xuống thì ta lên đảo là một bay nhau nó một bên ông bị nhưng mà nó đã rồi nhưng mà hình là tạo theo là một cái tổng thể của cái gì cũng bị theo rồi. Là như thế. Thứ hai là việc chữ thức. Bình thường cả đọc trên Facebook nhiều rồi, Internet nhiều rồi, thì chỉ những người có một số chất kích thích leo điền đi đến dây đó, chứ còn tụi tôi đây sẽ không dám mà được nhau. Thế là những cái mà nó có người nó hứng phấn lên, nó làm những điều ngoài sức được nhá. Thứ hai nữa là về nồng độ cồn, khi mình uống đôi ly rượu nó lên thì nó có những cái hành động nó mất kiểm soát, thì là như thế. Và cũng luôn nhắc mọi người cả đấy là đối với những người mà đã uống rượu 6 giờ làm việc cũng ok thôi, nhưng mà nếu những cơ địa của mọi người mà đào thải nó chậm á thì sẽ có nhiều ảnh hưởng mà. Thì trong công việc mình làm cũng nên chú ý cái khi mà đã cần nó chất nồng độ cồn á mà còn tồn tại thì nó mời cả chúng ta lên phiền. Riêng người loại phi công nhất là họ cầm một rượu trong vòng 48 tiếng trước khi bay thôi. Đó là quy tắc an toàn. Nếu bạn xin được hiểu. Đúng không? Đây là một cái trọng này. Không còn quá nhẹ. Như vậy là không muốn bổ các bạn lưu ý điều này. Ví dụ như do bộ công chức định đấy, MC cho đấy, hiểu đấy. Ví dụ như bộ ông làm một cái khâu phát triển của cảnh nhân, tự nhiên ông nào cũng gặp bà làm bè, người bà từ phương xa về, bố bố lại có về ông tiếp, người uống cà phê uống mặn. Nhọc nó làm đôi các ông bà mà gắn được không qua việc, thì ba người phải gắn một thêm việc một người, nó vào một cái kiếp trầm trề là dư vĩ một tí. Thứ hai là sức khỏe nha, ta làm xong việc với nhau nhé. Thì tôi cũng bên nhau, tôi cũng bộ mặt. Ở cái điểm này có hay có những gì này? Không. Có pha than thế này. Đồ không biết được hết không? Và cả này quy tắc của nó cho nghị định 100 của chủ phù đã về sự phạt không chỉ về bằng phương tiện giao thông đấy. Họ là đơn vị phạt như thế này. Ừ. Đây là ông công an này chữ mãi.
Rồi, thứ hai là có hai cái điểm nguyên tắc là khoảng cách không năng lượng. Khoảng cách không năng lượng. Là nghe chưa? Rồi. Anh hiểu có về cái nguyên tắc khoảng cách không năng lượng chưa? Sau đây là anh sẽ nói làm cái máy nhiều đấy. Tức là mình nói một cách đơn giản này thì thằng Tây lọt là cách ly nguồn năng lượng. Cái nguồn năng lượng có thể hiểu ở đấy là về khí nén, về điện, về thể năng chứ không phải là điện không nhé, đúng không? Ví dụ tôi thấy cái quạt nó chạy đúng không, khi tôi cắt điện thì quạt nó còn chạy không, vẫn còn năng lượng, vẫn còn. Mình thò tay vô rồi đứt cái tay nữa nhé. Khi chạy một chiếc xe máy anh tắt cái khóa rồi, nhưng mà đồng nắng một con, nắng một con nó còn di chuyển nhá, thì nó còn đến thế nào. Những khái niệm nắng lượng ở đấy chứ chắc là điều nhá. Thì mình chung chân ở đây còn một quy tắc như thế nào, khi anh làm việc về máy, về trang thiết bị thì anh phải chắc chắn rằng cái nguồn năng lượng dành cho nó hoạt động là không còn được, phải stop dừng. Ok, thì gọi là tắt liên nguồn năng lượng. Sau này cảm thao tác cái máy, nếu như trong nội quan chưa khoảng cách nguồn năng lượng, đối tượng không nhanh xung quanh chưa khoảng cách nguồn năng lượng thì nét điện để có lấy có thể cái máy nó chạy được, với những cái làm việc một tập thêm ấy, là một cái tắc khó việc không ông khi ăn làm việc trong máy thì nó phải cái ra thế nào, thì cả anh còn quyền có ý kiến. Tôi thao tác cái máy này tôi muốn biết được là cái nguồn năng lượng đã cắt liên chưa, để họ chia sẻ. Và chưa cắt liên nhờ họ cắt liên, tức là mình có cái khái niệm là xây dựng ra, tức là mình chia sẻ cùng nhau để an toàn nhé. Chia sẻ thì người mắc và người miền Trung là thường thường hay để cái tối nó cao, tức là nhỏ lại, ví dụ như họ thích người khác nhắc nhở mình, vì điều đó là cái điều mà không tốt, là mình không hoàn nhiệm vụ. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì họ lại khác, họ thấy người khác họ nhắc nhở mình thì đó là một sự chia sẻ, một sự đồng viên nhau cùng là nhau họ là như thế. Thì tôi cũng cảm gì cũng như thế, với một tinh thần là tiếp cuộc, một tinh thần làm việc cùng nhau, cùng nhau thì có những đường của mình kể cả điều tạo. Khi các anh chị làm việc với máy đặc biệt mà thấy chưa cắt liên nguồn năng lượng, các anh chị có thể chia sẻ và đề nghị và yêu cầu phải cắt liên nguồn năng lượng nhé. Các anh chị phải biết nó để anh chị nhé. Ở cái điểm này các anh chị có ý kiến nhé. Tiếp hiện tại chúng ta sẽ có các phần làm việc 6 nhóm. Các phần việc tức là tất cả các việc hầu như ở xung quanh sẽ được cấp giấy phép làm việc, phải được người xung quanh hoặc là một trường tín của các chị ra soạn lại rồi mới là một chị mà được thực hiện công việc, đảm bảo con thực hiện công việc. Thì nhóm 6 nhóm đó là con này, không gian hạn chế, không gian si là không gian hạn chế, hàng cấp phát sinh tên lửa, rồi lắp đặt và nhận giáo, đo bụi xấu đến thằng bé, đặc biệt là các cảm, nếu nhận đầu làm việc nào hồi xuống thằng bé, anh sẽ sẵn là bụi lắm, ví dụ như cái bụi nào anh ba, phải là cái bụi thiết bị, hay là một số bao câu cổng là rồi có việc mà phát sinh tiêu lửa như hàng như cách như các bằng thiết sơ đơn các đồng chí phải được các phần làm việc. Thì sau đây anh hiểu anh đang gì, nhưng mà anh cầm tình như kia làm việc cao làm các phần làm việc đấy thì là sẽ được là đặt cái điều một phải được xin phép đồng rú để làm được làm việc, phải có giấy phép, phải có bằng lao động nhé.
thế cũng một cái lớn, mở ra một cái lớn. À đây có ai thấy xe đang nhìn đi xe máy nhỉ? Đi ô tô rồi. Ở nó thấy xe đấy. Ô tô là tốc độ cho phép là nó xin phép lấy 50 tốc độ được nhé. Mình bảo đảm với cả anh chị là mình mong cả anh chị của Hải Lăng nó thu lại vì mà 50 tốc độ nên bạn Bullet nó thu lại, nhưng mà hôm nay thì thôi chỉ phải anh chị là limit speed 30 km/h. Là vì sao? Ở đấy là chỉ hiện tại là rất nhiều nhà thầu. Thứ hai nữa, cái con đường giao thông nó toàn đó là chưa tốt. Thì một số cũng nhiều đông đá, ví dụ như trong một số nhà này nó có cái cảnh báo không trống, bên sẵn đèn đỏ, vậy mà tốc độ phải nhiều. Thứ hai nữa là cái xe tải sẽ lấy cái nhiều vô lúc tốt. Khi cảm thì phải chạy chậm để mà nó chủ tốc độ để mà xử lý có sự cố. Anh chị là có vấn đề thì kèm theo là một tin của mình có vấn đề. Nhưng mà tai nạn giao thông thì đặc biệt là ngay cái đất nước Việt Nam mình thì quá nhiều. Đúng mình nó không là 82 vụ thì chúng mình một ngày đi đến Việt Nam thì bao nhiêu tai nạn thì việc là nhiều đến phòng đi. Rồi mấy chị mấy đô những mình đi tai nạn rồi đi xem bị tai nạn thì xuống hết. Như vậy là yêu cầu mình chỉ là phải hạn chế tốc độ trong nội bộ nhà mình. Thế một cái tắc là ai đăng ký xe máy thì đăng ký nhé, anh chỉ ô tô phải có không đầu đủ xe bên lề đường có bài có đồ đâu đang hoang. Nếu như bên đê bên đường làm gì mà đầu có đôi chuẩn sợ tổn đó là xe họ sẽ phá vào đấy, là một quy tắc này hiểu nhé. Đối với những người vào làm việc tại xuất nhập điều đầu tiên là cái PPE tức là person protection đấy, tức là phải đảm bảo đầy đủ, đảm bảo đầy đủ tức là mũ áo dài, nếu như làm việc thì có khẩu trang, có kính phải đầy đủ nhá, phải có làm việc trên cao để bảo vệ an toàn, ai có khóa được chưa, làm việc trên cao là bây giờ ông kiểm định có làm việc trên cao không? Hạng mục á? Hiểu? Có nhưng mà còn là cán. Còn cán nha? Cán cán á, đó là cái tổ thăm là cán. Ừ. Lê bố cái bài đó là cán đi. Ông nào bây giờ bảo chiêu là không biết lên đó nha. Làm việc trên cao phải thật. Phải chất cán. Vì sao? Đối với những người lên cao thì cán cũng không ổn định. Nó sẽ rút không tự tin. Có những người có cái bằng chứng sổ đồ cao đó, có anh chị là ngân hàng rồi nhé. Thì khi mà mắc chứng sổ đồ cao thì thôi rớt chóng mặt, rớt với gáy chóng mặt, sổ đồ cao rớt không đến đai nhưng mà gần đai ở đấy thôi, có mấy mảnh tân thôi. Rồi làm việc trong không gian hạn chế thì các chị phải có máy oxy và nồng độ khí độc. Ở đấy thì oxy thì không có thì mẹ ông mổ có thể có tốt nhưng mà xuất nhân cho đo xong thì trả lại khí độc thì cũng có vô hồng độc chai thứ ba xỉu luôn chết hoặc tập bao đáng khóa khóc. Rồi một số cái không khí mình nó gây ngộ độc CO là mình phải kiểm tra trước khi tận đi vào nha. Rồi, có ai làm bóng đêm không? Ở đây có ai làm bóng đêm không? Bên mình cũng làm bóng đêm hả? À. Làm bóng đêm thì nếu làm bóng đêm thì có đêm không quá. Có đêm xoay cảnh báo thì đặt đêm không cảnh báo nhé. À, thì cho một số quy tắc các chị có hỏi gì không? Rồi.